Ngày 24 tháng 10, Công an huyện Nhân Trạch cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Nguyễn Bình Minh, 23 tuổi, ngụ xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch để điều tra về hành vi hành hạ con ruột. Theo đó, năm 2018, Minh kết hôn với chị Dê, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhân Trạch, có một con chung là cháu Đê, sinh năm 2018, và do bất hòa trong cuộc sống nên hai vợ chồng ly hôn. Minh giành được quyền nuôi con và đưa con về sống chung cùng mẹ ruột tại xã Phú Đông. Tuy nhiên, Minh thường đánh cháu Đê. Ngày 20 tháng 10, do bực tức chuyện cháu Đê không chịu học bài nên Minh đưa con vào phòng ngủ rồi dùng dây sạc điện thoại đánh vào người. Dùng dây điện thoại quấn vào cổ cháu Đê, sau đó, Minh tiếp tục đưa cháu ra phòng khách và lấy xẻng nhôm xào thức ăn bằng kim loại đánh nhiều lần vào phía sau lưng và lòng bàn tay trái của cháu Đê, gây ra nhiều vết sưng, bầm tím và có ứa máu trên thân thể, miệng. Chiều ngày 21 tháng 10, bà nội cháu Đê phát hiện cơ thể cháu có nhiều vết bầm nên đã trình báo công an và Minh đã ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi.